Viettel Store đang bán cái gì mà mọi người xếp hàng mua đông thế hả? À, những ai đặt hàng online, điện thoại Samsung Galaxy Z5 Prime sẽ được tặng một hộp quà trị giá 1 triệu. Bao gồm sạc dự phòng này, cây tự sướng này, đèn USB, mũ điện thoại và tai nghe Bluetooth xịn lắm mọi người. Ui, mua cái điện thoại 4.990.000 mà được tặng hộp quà trị giá 1 triệu cơ. Chưa, hay quá. Anh nó hỏi cái gì ngồi đây? Đàng hoàng. Hỏi anh, cái gì? Anh cho cháu hỏi. Anh cho em hỏi. Nhà bác Long đi lối nào ạ? Bác Long chủ thầu đúng không? Vâng ạ. Ôi bác em đấy ạ. À bác em à? Dạ. Đây này đứng đây anh chỉ cho. Đây nhá. Em đi thẳng cái đường. À mà thôi, chờ em tí. Chị ơi, vì em chèn nước nhá, tí về em nè. Anh lấy xe máy anh đưa em đi luôn chứ anh chỉ em không biết đâu. Tốt quá. Em cảm ơn anh. À mà này. Em lên đây lần đầu tiên à? Vâng, hôm nay em mới lên lần đầu tiên. Ui giời ơi, thảo nào. Nhưng mà này sao lên lần đầu tiên gặp anh lần đầu tiên mà em lại tin anh thế? Không sợ anh bê đi bán mất à? Bố em dặn ở nhà rồi. Là khi nào lên đây ấy, gặp ai xấu xấu như anh ấy thì chắc chắn không phải là người xấu. Thế à? Thôi anh bảo này, anh lại bị bận mất rồi. Anh phải đi ngay bây giờ, anh quên mất. Bây giờ anh chỉ đường cho em một phát đến thẳng nhà bác Long chủ thầu luôn. Yên tâm, đây nhá, em đi thẳng đường này. Ai bảo mày tin người xấu? Cái này bao tiền chị ơi? 9.500. Đắt thế, giảm giá cho em đi, lần sau em lại mua tiếp. Ừ. Bao tiền chị ơi? 10.000. Đắt thế, giảm giá cho em đi, lần sau em lại mua tiếp. Bao nhiêu hả anh ơi? 200.000. Đắt thế, giảm giá cho em đi, lần sau em lại cho anh bắt tiếp. Người đời gọi tôi là thần thám, bởi tôi có vẻ ngoài hoàn hảo, đầy phong cách và mang trong mình những kỹ năng kinh hồn. Tôi có thể lướt nhẹ như một cơn gió. Bạn nghĩ tôi sẽ đâm vào cột đúng không? Cái đó cũ rồi. Đi, 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 đi. Anh đám tử, anh đám tử, em quay gì anh ơi? Anh ơi, anh xin anh quay gì? Quay cái gì? Tắt máy đi. Chừng nhìn thấy đám tử đâm vào cột cửa. Bạn có nhìn xem nó quay. Tắt máy đi, tắt máy đi. Trong nghề trinh sát, việc đảm bảo bí mật là yếu tố sống còn. Vì thế tôi phải đảm bảo không ai có thể nhận ra mình là thám tử. Có chuyện gì thế em? Anh thám tử ơi, anh có thể giúp em một việc được không ạ? Nhầm người rồi, đi chỗ khác chơi đi. Mất mấy ngày hôm nay rồi, đêm em không ăn, ngày em không ngủ được, không được nghe tiếng nó, em không chịu được.
con em đấy à? Dạ vâng ạ, anh ơi. Ngày nào mà không được nghe tiếng nó sủa là em không chịu được anh ạ. Cô định lừa tôi à? Biết tôi là thám tử, chắc chắn cô không phải là người đơn giản. Nói đi, ai sai cô tới đây? Tôi không phải thám tử. Đủ điên, đã không giúp người ta thì thôi. Nếu bạn muốn thành công với nghề thám tử thì đừng bận tâm người khác nói gì. Hãy tập trung và quan sát những mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Mày nhá. Bình tĩnh. Mọi chuyện đã qua rồi. Đôi khi trong cuộc đời, để làm người tốt đúng là không dễ. Suốt 10 năm công hiến đã không uổng phí. Cuối cùng ta cũng đến được chỗ ở mới. Để nhanh chóng bắt được siêu trộm, tổ chức quyết định cho bạn một trợ lý, đó chính là tôi. Tôi đã có thông tin về Quân Nhất. 5 giờ chiều nay hắn sẽ xuất hiện tại một khu chung cư 24 tầng. Để đảm bảo tính bí mật, thiết bị này sẽ tự hủy sau 30 giây. Oh no. Bên đây.
Ra mặt đi! Ra mặt đi! Anh Sơn! Anh Xu Xịt! Em này! Toàn này! Sao anh lại ở đây? Em được nói, mình phải chia tay nhau. Anh không muốn như thế.